một xa lắm. Xa. Ừ. Nó khuất. Cái gì dữ nó khuất rồi. Đó là cái cục chấm. Không thấy được. Để nó có cái bọt nó định đập. Lát này lên vô. Có một con mà. Ké xuống được không? Ừ? Ké xuống theo. Nó mà thấy khối không thấy gì đâu. Lấy luôn rồi bỏ vô ba cái hết hả? Rồi còn miếng đó nữa lấy luôn không? Rồi giờ bớt ra lại lại đấm hay đó à? Ai biết anh xuống lấy rồi hả? Ồ, cắt cái ổ gớt rồi mà lấy cái mệt đụng đó nãy giờ lo dần trong cái điện thoại không biết cắt cái ổ sao còn cắt rồi cắt cái gớt là xuống đất rồi nãy đó rồi còn cục mật ở trên đó hả? Còn cục mật nằm thầm bên ngoài đó chưa lấy không được rồi gì rồi lấy không được cái đó là phải trốn ổ ông xuống thôi cắt ôi chặt cái tàu dừa luôn hả? Ừ có ổ chặt nó đừng cái ổ kia thôi mà biết dịch vô nổi không nó đừng nghịch đó cột chặt xuống mà không biết chặt hay là gịch vô đâu biết mà còn nó gịch cái còn miếng ở đây nè còn nó cắt cái con mở rồi nó lấy mặt thôi mà đó mực ông gừng nó bài cái cục mực chắc cũng 3-4 lít rồi ta cái đó nó còn cái dĩ chút xíu nữa hay gì á còn cái cục mực không à nó cột cái tao vừa hay gì ta cột tao vừa rồi đó cột cái nói chung là cắt gớt cái ổ rồi đó cắt cái ổ còn cục mật thì còn dính bữa hỏi là nó không có cắt được cái để nguyên luôn nó chặt cái tao vừa cái rồi rồi căng ngầm rồi bài lại quá trời dài đó chặt nguyên tao vừa thòng cột dưa dây thòng xuống rồi có cái gọi chút xíu à rồi cho chặt chặt cho nó quặt cái cục mật vô á rớt luôn á chứ vô dướng cái đầu cây dừa mấy bên bển sợ không được cột con dây á cột rồi cột con dây á rồi mới thầm xuống từ từ xuống thầm nó lại dí đầy quá này đó nhờ nó bật cái mỏ rồi nó đỡ nó bay lên khấu lụa mà có khấu rồi ba hơi khấu nó sợ mẹ đeo bao tay ôi không dám không dám lấy tối là đủ mà ta leo thẳng tóc luôn mình biết leo nổi không bằng mà cậu bỏ biển được không chị thấy không tới chị thấy không không thấy xa quá thấy không rõ không phải đứng ngoài kia cái này tại cách xa quá đeo vô dò kìa có cái đồ bảo hộ mặc kính mít kìa có mấy trăm ngàn cái triệu bộ may đậu mẹ kêu tu mẹ nói với ai nè bây giờ ta có cái áo mà mưa có cái áo bắt đầu mà mua vợ ta mua có mấy không có mấy chục ngàn à như có mưa mình gì đó mưa quá trời cục mặt rồi ta ơi hay là ta nó đeo hay cục mặt dữ vậy ta cục mặt à. Bạn thấy bên luôn rồi hết hồn đúng không trắng tươi đó thôi chứ cũng ít à 2-3 lít mật à ê thấy cục mật có bự rồi nghe rồi nó lấy luôn rồi coi ấy cho thòng xuống chứ dễ cho thòng xuống nó lấy bỏ vô cho sách luôn à nó cắt á vậy là nó cắt rồi cắt luôn miếng để vô cho sách luôn à nó có cái bịch ừ lấy cục mật bỏ vô cái bao á lấy cục mật nó để vô luôn à dù mà xéo ha không vậy bình tĩnh rồi đổ qua mình chọt bây giờ đổ xích mọi người ta bình tĩnh ta làm luôn thấy không ta bỏ vô sách luôn cái mỏ mà cắt cái con bỏ à đó đó là lấy mặt cơ đó là cục mặt cái bự đó cục cái bự chứ ông bạn thở gần thao thao nữa không giữ hơn ông mày nữa ông hồng tiền tới dưới không hả tới mà ông cắt lần hai á là tiền tới dưới á sắt luôn rồi đang không được như vậy. Lúc này không đốt rồi đốt là xong nên đi lại lại. Được rồi, da chắc được rồi. Nên nó bớt vô thì được. Nó tuôn trước cũng quẹt đen. Lấy ổ lấy ổ. Nè, bớt lấy lấy một ông rừng nha mọi người một ông rừng đóng trên cây dừa nhà mình người ta lại lấy giùm lấy ăn công một lít 200 ngàn đấy